Thưa quý vị khán giả, vụ việc cháu bé bị bảo mẫu gây thương tích 99%, tổn hại đến não đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Sau vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến trực tiếp tận nơi thăm hỏi, đồng thời nhận trách nhiệm làm đại diện pháp lý cho cháu bé. Cùng với đó, mẹ của nạn nhân cũng đã có những chia sẻ nghẹn ngào và bày tỏ người gây ra thương tích sẽ bị xử lý nghiêm minh. Ngày 18 tháng 1 mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đang điều tra tiếp tục lấy lời khai làm rõ hành vi của Võ Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993. Võ Thị Mỹ Linh được xác định đã tác động liên tiếp vào vùng đầu của bé trai NDHA sinh năm 2022 khiến bé bị tổn thương não nghiêm trọng. Sau vụ việc, chị PTNA sinh năm 1991, mẹ cháu HA cho biết, sau mổ hiện con tôi đã được bệnh viện thông báo cháu đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê. Tôi hy vọng rằng con sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này cũng như mong muốn có loại thuốc tốt nhất giúp con hồi phục phát triển bình thường. Chị N.A. nghẹn ngào cho biết, thông qua bạn bè và mạng xã hội, chị biết Mỹ Linh nhận giữ trẻ tại một khu chung cư ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chị đưa con đến nhờ Linh giữ với giá 3 triệu đồng mỗi tháng. Giữ được 5 ngày thì trưa ngày mùng 10 tháng 1, chị N.A. đang đi làm thì Linh gọi điện kêu về đưa cháu bé đi cấp cứu vì cháu khó thở, người tím. Linh nói với mẹ cháu rằng cháu nằm võng nên bị té. Chị NA cùng gia đình đưa cháu HA đến bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Qua chuẩn đoán ban đầu, nhận thấy cháu HA có dấu hiệu bị đối xử dã man nên bệnh viện yêu cầu gia đình trình báo công an. Ban đầu Mỹ Linh vẫn chối và cho rằng cháu bé bị té trong lúc nằm võng. Qua đấu tranh, Linh thừa nhận vào ngày 10 tháng 1, sau khi cháu A ngủ dậy, đi vệ sinh đầy trong tã, Linh thay tã thì cháu không cho và khóc, do bực tức nên Linh đã tác động vào đầu bé. Chị N.A. nói thêm, tôi có hai đứa con, con lớn được 8 tuổi và cháu H.A. mới 6 tháng tuổi. Do vợ chồng tôi phải đi làm cả ngày nên nhờ Linh giữ giúp. Không ngờ xảy ra sự việc như thế này, tôi chỉ mong pháp luật điều tra, truy tố và xét xử đúng người đúng tội và đúng hành vi của người đã bạo hành con tôi. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, tri hội trưởng, tri hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Bức Xúc. Trẻ em là nhóm đối tượng cần được yêu thương bởi người lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt của pháp luật, mọi sự xâm hại về thể chất tinh thần phải được xử nghiêm. Rất nhiều vụ đối xử dã man với trẻ em đã bị xử lý với mức án nghiêm khắc, cao nhất là tử hình, nhưng tại sao người ta vẫn ra tay tàn độc với trẻ? Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu không có tấm lòng yêu thương trẻ thì đừng làm nghề giữ trẻ, hãy kiếm nghề khác mà mưu sinh. Nếu đã giữ trẻ thì phải chịu đựng, hy sinh và xem các bé như con của mình. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, truy tố vụ án xôn xao dư luận này sức khỏe của cháu bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê hy vọng rằng kỳ tích sẽ đến với em và gia đình còn hình phạt dành cho người trông trẻ có lẽ cũng sẽ sớm được kết luận